xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nhà thơ Giang Nam đã yêu đất nước, yêu dân tộc mình, rồi cống hiến trọn đời cho cách mạng, bắt đầu từ tình yêu với những thứ nhỏ bé nhất đó quanh mình. Làng với những bờ rào, bờ rậu, làn khói mỏng trong sương, bếp lửa nồng trong sớm, hoa xoan tơi bời trong gió xuân. Với triền đê, bến nước, sân đình hay những món quà quê đơn sơ mỗi buổi chợ mẹ về, đã tạo nên văn hóa, góp phần sáng tạo ra văn hóa, kiến tạo nên giá trị văn hóa, giá trị con người Việt Nam. Bản sắc, giá trị văn hóa với những hiện thân sống động như làng nghề, sản vật đặc trưng của mỗi làng, cảnh quan hay hệ thống di sản văn hóa, chính là tài nguyên quý giá, là nguồn lực để phát triển kinh tế, du lịch và có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như tinh thần nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Nhưng trước khi trở thành giá trị kinh tế đặc trưng để phát triển du lịch, kinh tế, thì những nét xưa cũ ấy đã tồn tại như máu thịt trong tâm thức của mỗi người làng hay đã từ làng mà đi, mạnh mẽ trong sức sống hiện đại, là nền móng cho những tình yêu lớn lao, sức cống hiến lớn lao, sức sáng tạo lớn lao trong đời mỗi con người. Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi dịp đến gần Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, có lẽ không người con nào nguôi nỗi nhớ về quê hương nguồn cội. Tuổi thơ bên lũy tre làng, được cùng các bà, các mẹ đi chợ quê sắm Tết, rồi được cùng nhau quây quần làm những món ăn dân dã nhưng đong đầy tình cảm. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp và da diết nhất trong lòng mỗi người. Mời các bà nhé. Thế là hôm nay là nhân cái buổi hội ngộ gặp các bác, các bà đây. Tôi kể lại cái thời từ thời tơ ấu đến giờ, nhỉ? 2 tuổi đã được thưởng thức cái này rồi. Đây là một cái sản phẩm ở quê, mà nó là một cái mà năm nào tôi đi tôi cũng tưởng nhớ đến cái này. Bất kỳ năm nào bước chân về nhà là phải nghĩ đến cái này đầu tiên. Để đem làm quà cho anh em, được chưa? Thế bây giờ mua quà ở ngoài kẹo bánh người ta không ăn đâu, phải cái này. Món bánh gạo răng là sản vật của đất Chiêm Trũng Trung Du, với gạo nếp cái hoa vàng là chủ lực, cùng màu của những quả rành rành mọc bên bờ sông, bờ mương, hương của gừng tươi trong đất, vị ngọt của mật mía thấm những giọt mồ hôi của người nông dân. Với người Việt, ẩm thực không đơn thuần là món ăn hay thức uống, mà còn chứa đựng cả giá trị văn hóa, tinh thần, phản ánh thói quen sinh hoạt của cộng đồng, được hình thành trong dòng chảy nghìn năm văn hiến. Từ nền nông nghiệp trù phú của miền quê Trung Du Bắc Bộ, người dân Vĩnh Phúc đã chế biến thành nhiều món ăn ngon, mang hương vị đặc trưng riêng của từng vùng đất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không thể có tình yêu lớn mà lại không bắt đầu từ tình yêu nhỏ. Ta không thể yêu đất nước mà không yêu lũy tre, bờ đê, yêu xóm, yêu làng. Ta cũng không thể gánh vác trách nhiệm cao cả nếu không bắt đầu từ trách nhiệm gìn giữ nếp nhà, giữ văn hóa gia phong, tục làng, phép xã. Câu chuyện văn hóa tháng 1 là câu chuyện về tình yêu với một món quà quê giản dị, bánh gạo rang Tiên Lữ. Và chính tình cảm giản dị đó lại là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu lớn lao với quê hương bản quán, đất nước, dân tộc của mỗi người. Trong ký ức của những người đã qua tuổi 50, sau mỗi phiên chợ quê, bánh gạo rang là món quà sang cho những đứa trẻ. Nhưng các cụ già 80-90 đều nói với con cháu họ từ rất xa xưa, bánh gạo rang đã có mặt ở các phiên chợ đình Tiên Lữ. Còn vào dịp lễ, Tết, người người nhà nhà trong làng Tiên Lữ đều làm bánh gạo rang. Bánh làm để ăn, để mời khách, để làm quà biếu họ hàng thân thích, biếu người khách đến thăm gia đình. Với người làng Tiên, thiếu món bánh gạo rang như thiếu đi một phần hương vị của Tết.
từ đời xưa đến giờ là cái gạo rang này là đầu gốc của nguồn gốc của quê hương Tiên Lữ chúng tôi. Thế chúng tôi rất là cảm thấy thích là những cái loại gạo rang này. Nhiều khi chúng tôi đi các thành phố và các nơi chúng tôi hay mua về làm quà. Một mẻ bánh ngon, chuẩn vị bánh gạo rang Tiên Lữ truyền thống chính là kết tinh của sự khéo léo, cẩn thận kết hợp với kinh nghiệm được nhiều đời truyền lại của các mẹ, các chị, tạo thành tinh hoa của ẩm thực từ những sản vật dân dã của đồng quê. Bánh giòn thơm mùi gừng, bùi bùi vị lạc giang, ngọt thanh vị mật mía và thấm đượm tình người, tình quê. Ai ăn một lần đều nhớ mãi không quên. Giữa đôi bàn tay khéo léo của những người thợ làng, sự hòa quyện của mật mía, của vị gừng cay, của gạo nếp cái hoa vàng đã làm nên món bánh gạo đặc biệt, mang đậm hương vị của vùng quê Chiêm Trũng như câu ca xưa mà còn lưu truyền cho đến ngày nay. Bánh nẳng Chợ Tràng, bánh gạo rang Tiên Lữ. Cô Đăng ơi, không biết là bánh gạo rang của mình là có từ bao giờ ạ? Những bánh gạo rang của Tiên Lữ quê tôi là có từ thời xa xưa, từ thời các cụ ông cha để lại cho chúng tôi. Khi bố mẹ và ông bà tôi đã già thì lại truyền lại cho chúng tôi. Để làm ra một mẻ bánh gạo thơm ngon thì là chúng ta cần những nguyên liệu gì ạ? Để làm ra một bánh gạo thơm ngon thì ta cần thứ nhất là chúng ta phải chọn gạo nếp cái hoa vàng. Khi chọn được nếp cái hoa vàng rồi thì ta phải cộng với gừng và mật mía. Mật mía thì phải là mật mía xếp quân bài, tức là đặc quyện, để cho nó đảm bảo được những bánh gạo rang. Cô ơi, cháu thấy là bánh gạo rang của mình có màu vàng rất là đẹp ạ. Vậy làm thế nào để mình ra được cái màu đấy ạ? Nếu mà để ra cái màu miếng bánh gạo rang thì ta cần phải trộn cái quả rành rành để ra nó ra cái màu vàng đặc trưng của miếng bánh gạo rang. Món bánh gạo rang được làm nên từ đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, từ những nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Có lẽ vì vậy mà món quà quê dân dã này cứ thế gắn bó với biết bao thế hệ người dân làng Tiên. Dù đi đâu, về đâu, hương vị của bánh gạo rang là thứ đầu tiên mỗi người con xa quê nhớ về. Đó không đơn thuần là món ăn, mà còn là văn hóa, hồn cốt của quê hương, nơi hun đúc nên giá trị sống và sức cống hiến của mỗi người. Tôi như được sống lại khi mới về cội nguồn quê hương, về đặc sản, về bánh gạo rang của các cụ để lại, luôn luôn lưu giữ về những ký ức tuổi thơ tươi đẹp mỗi khi được thưởng thức món bánh gạo rang của quê hương Tiên Lữ. Bánh gạo rang của quê hương con rất ngon, và sau này con đi xa, con lớn lên, con sẽ không bao giờ quên bánh gạo rang của quê hương mình ạ. Hương vị của món bánh gạo rang thơm ngon, đặc biệt là do chính tay bà làm nên nó rất rất quý và ý nghĩa. Cháu cũng muốn học và làm bánh gạo rang để lưu giữ món ăn đặc sản của quê hương Tiên Lữ. Cũng từ bé con đã biết bà con làm bánh gạo rang rất là ngon. Con rất thích làm bánh gạo rang. Sau này con lớn lên, bà con chia dạy cách làm bánh gạo rang để giữ lại truyền thống của làng Tiên chúng con. Ngày nay, cái sự nức tiếng của bánh gạo rang Tiên Lữ đã vang xa hơn. Thức quà quê ngày nào chỉ quần quanh ở chợ đình, chợ làng thì nay đã vươn ra xa khắp các thị trường trong Nam ngoài Bắc, thậm chí là theo chân con em của người làng Tiên vươn ra khỏi vùng lãnh thổ quốc gia. Từ năm 2017, món bánh gạo rang đã chính thức trở thành sản phẩm hàng hóa cung cấp ra thị trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiên Lữ đã thành lập tổ liên kết sản xuất bánh gạo, liên kết các hộ sản xuất trên địa bàn hỗ trợ nhau về kỹ thuật sản xuất, vốn và quảng bá sản phẩm của địa phương, giúp người dân mở rộng thị trường, quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2021, nghề làm bánh gạo rang thôn Tân Thành chính thức được công nhận danh hiệu nghề truyền thống Vĩnh Phúc, sản phẩm OCOP. Bánh gạo rang xã Tiên Lữ cũng là một trong 7 chủ thể được huyện Lập Thạch triển khai hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Từ đó đã tạo điều kiện để người dân làng Tiên lưu giữ, phát triển sản vật của quê hương và đưa bánh gạo rang đến mọi miền của Tổ quốc. Tổ liên kết sản xuất bánh gạo rang của xã Tiên Lữ được thành lập từ năm 2017. Đến năm 2021 thì đã được công nhận là làng nghề truyền thống của tỉnh Vĩnh Phúc.
Hiện nay cái tổ liên kết là có 10 hộ gia đình tham gia, và món ăn này đã được giới thiệu đi nhiều tỉnh lân cận, và nó cũng góp phần gìn giữ vào cái món ăn truyền thống của quê hương, được rất nhiều khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm cũng như là độ an toàn của sản phẩm. Bánh gạo rang của xã Tiên Lữ đấy, nó gắn bó với làng quê của chúng tôi từ bao đời nay, đặc biệt là những ngày cuối năm Tết đến xuân về đấy, người dân của xã Tiên Lữ nói chung thì đều là tất nhật để chuẩn bị mọi cái công đoạn làm bánh gạo rang. Còn bây giờ thì là có một số tổ liên kết này, có một số gia đình ấy còn để làm kinh doanh để xuất khẩu ra bên ngoài thị trường. Những ngày giáp Tết này, không khí tại làng Tiên Lữ lại càng sôi động hơn bao giờ hết. Những mẻ bánh mới liên tục được hoàn thành để vận chuyển đi khắp nơi trên cả nước. Đây chính là niềm tự hào của người dân quê Tiên Lữ với món bánh mang theo bao kỷ niệm tuổi thơ, ẩn chứa trong đó cả hồn cốt quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, dù xã hội ngày càng phát triển hiện đại nên ẩm thực ngày càng đa dạng phong phú, nhưng những thứ quà quê, giản dị, đời thường vẫn luôn mang nét đẹp truyền thống riêng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một món ăn dân dã nhưng chứa đựng trong nó biết bao giá trị, mang theo dòng chảy văn hóa và hồn cốt của cả một vùng đất, mang theo tình yêu với quê hương bản quán, với cha mẹ, họ hàng để nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Và với rất nhiều người, vị của sản vật chính là quê hương. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân xin thay cho lời kết của câu chuyện văn hóa hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.